35 năm sát cánh cùng với cộng đồng, Lee Sandwiches đã không ngừng phát triển và phục vụ cho cộng đồng qua các sự kiện lớn nhỏ, tham gia nhiều công tác từ thiện ủng hộ và cái quỹ cứu trợ thiên tai trên khắp Hoa Kỳ cũng như là trên toàn thế giới. Nay thì hệ thống thương hiệu Lee Sandwiches đã có hơn 60 tiệm trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ: Arizona, California, Nevada, Las Vegas, Oklahoma, Oregon, Texas, Virginia. Nơi đâu có người Việt là nơi đó có Lee Sandwiches, luôn hân hạnh phục vụ cho cộng đồng. Thank you for your sponsor. Chúc quý khách hàng, quý đồng hương thân hữu, các cơ sở truyền thông, báo chí, các hội đoàn cùng toàn thể nhân viên một năm mới hạnh phúc, bình an khang, thịnh vượng. Đến với Xuân Mậu Tuất năm nay, Lee Sandwiches vẫn luôn là cầu nối mang nhiều niềm vui và hạnh phúc đến cho mọi người, người thân ở quê nhà. Lee Sandwiches sẽ thay bạn trao quà đến người thân, tận tay trao cho những chai hộp cà phê, trà Thái đến với người thân ở Sài Gòn, yeah. Việt Nam. Hơn thế nữa, Lee Sandwich Coffee của chúng tôi đã có mặt tại Fullerton nhằm phục vụ cho cộng đồng Việt Nam và người bản xứ tại nơi này. Không chỉ vậy, Lee Sandwiches chúng tôi đã mang đến nhiều loại cà phê và xay thật chất lượng để phục vụ cộng đồng với hệ thống sản xuất ngay tại trung tâm Little Sài Gòn với nhiều nguồn hàng cà phê nổi tiếng khắp nơi trên thế giới như Brazil, Costa Rica, Colombia, Mexico and Vietnam. Chúc mừng năm mới, Lee Sandwiches, một lần nữa cảm ơn quý vị rất nhiều. Và thưa quý vị, trong khi chúng tôi chờ đợi phần diễn hành kế tiếp thì chắc chắn là những tiếng vỗ tay của quý vị ngày hôm nay cho đến những người ở trong đoàn diễn hành. Nhưng mà chúng ta không quên hãy vỗ tay thật lớn cho những khán giả gần xa trên đại lộ Bốt Sa, Trần Hưng Đạo và tất cả mọi người trên toàn thế giới đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. 1, 2, 3, vỗ tay! Xin mời Family Fundamental bước tới sân khấu ạ. Vâng, thưa quý vị, xin quý vị hãy nhanh